Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh YouTube Tử Vi Cuộc Sống. Hùng Park là kênh chuyên cung cấp những thông tin tham khảo về tử vi, phong thủy và các vấn đề tâm linh trong cuộc sống. Từ đó giúp quý khán giả có thêm những hiểu biết để vận dụng trong cuộc sống cũng như công việc, tránh các điều xấu, đón vận cát lành. Kính chúc quý vị vạn sự may mắn, bình an. Hãy bấm nút đăng ký kênh, lượt thích chia sẻ video và để lại bình luận ủng hộ nhé. Chân thành cảm ơn mọi người. Tử vi tuổi Bính Thân 1956 năm Mạc năm Ất Tỵ 2025 năm 2025. Tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ bước vào tuổi 69, tính theo dương lịch, hoặc 70 tuổi, tính theo âm lịch. Đây là một giai đoạn đặc biệt đối với những người nam mạng tuổi này, khi họ phải đối mặt với nhiều thay đổi trong cuộc sống liên quan đến sức khỏe, tài chính, cũng như gia đình. Năm Ất Tỵ 2025, vận hạn của tuổi Bính Thân sẽ chịu ảnh hưởng của các yếu tố phong thủy, đặc biệt là sao chiếu mệnh và hạn tuổi. Cùng Tử Vi Cuộc Sống khám phá những câu chuyện và kiến thức về tử vi tâm linh huyền bí. Đặc biệt trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu về tử vi tuổi Bính Thân tổng quan về năm Ất Tỵ 2025. Năm Ất Tỵ 2025 là một năm mà nam mạng tuổi Bính Thân sẽ trải qua nhiều biến động. Vận thế của tuổi này trong năm 2025 sẽ có sự phân chia rõ rệt giữa những thách thức về sức khỏe và những cơ hội trong các lĩnh vực khác như tài chính và gia đình. Dưới ảnh hưởng của sao chiếu mệnh và hạn tuổi, nam Bính Thân cần cẩn trọng hơn trong việc quản lý cuộc sống cá nhân, đồng thời không quên duy trì sự hòa hợp trong gia đình và chú trọng vào sức khỏe. Đây cũng là giai đoạn mà tuổi Bính Thân thường chú trọng hơn vào gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con cháu và duy trì mối quan hệ hòa thuận với người thân. Tuy nhiên, với tuổi tác ngày càng cao, người tuổi này cũng cần chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe thể chất, tinh thần và những vấn đề liên quan đến tâm linh. Sự nghiệp và công danh ở tuổi 69. Đa phần nam Bính Thân đã bước vào giai đoạn nghỉ hưu hoặc không còn quá bận rộn với sự nghiệp. Tuy nhiên, với những người còn tiếp tục tham gia vào các hoạt động kinh doanh hay công việc, năm 2025 vẫn mang đến một số cơ hội và thử thách. Năm nay, sự nghiệp của nam Bính Thân sẽ tương đối ổn định, nhưng không tránh khỏi những khó khăn nhỏ lẻ do ảnh hưởng từ hạn tuổi. Đối với những người đã nghỉ hưu, năm 2025 là thời điểm tốt để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Nam mạc Bính Thân có thể tận dụng năm này để tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng hoặc gắn kết với con cháu. Việc giảm bớt áp lực công việc và tìm kiếm niềm vui từ những sở thích cá nhân sẽ giúp cân bằng cuộc sống và cải thiện tinh thần tài chính. Năm 2025 dự báo là một năm tương đối ổn định về mặt tài chính. Đối với nam mạng Bính Thân, với kinh nghiệm sống lâu năm, những người tuổi này đã biết cách quản lý tài chính một cách cẩn trọng và hợp lý. Những khoản tiết kiệm, đầu tư từ những năm trước sẽ mang lại sự an toàn về mặt tài chính trong năm này. Tuy nhiên, người tuổi Bính Thân cần đề phòng một số rủi ro liên quan đến chi tiêu quá mức, đặc biệt là những khoản chi không cần thiết hoặc những quyết định đầu tư không hợp lý. Trong năm này, họ cũng nên cẩn trọng với các mối quan hệ tài chính mới hoặc các khoản vay mượn, tránh để xảy ra những vấn đề pháp lý phức tạp. Nhìn chung, tình hình tài chính của tuổi Bính Thân trong năm 2025 sẽ không có nhiều biến động lớn. Nhưng sự thận trọng và quản lý kỹ lưỡng vẫn là yếu tố quan trọng để duy trì sự ổn định và tránh rủi ro không mong muốn. Tình cảm và gia đình luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống của người tuổi Bính Thân, và năm 2025 không phải là ngoại lệ. Năm nay, mối quan hệ với gia đình sẽ có phần thuận lợi, đặc biệt là sự gắn kết với con cháu. Nam mạng Bính Thân nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình,
chăm sóc người thân và tham gia vào các hoạt động chung để giữ gìn sự hòa thuận và ấm cúng. Trong năm 2025, năm Bính Thân cũng có thể sẽ chứng kiến những sự kiện quan trọng trong gia đình, chẳng hạn như hôn lễ của con cái hoặc sự ra đời của cháu chắt. Đây là những niềm vui lớn mang lại sự hạnh phúc và thỏa mãn trong cuộc sống. Tuy nhiên, một lời khuyên nhỏ là người tuổi này cần tránh xung đột nhỏ nhặt trong gia đình, đặc biệt là liên quan đến những vấn đề tài chính hoặc các quyết định lớn trong nhà. Tìm kiếm sự hiểu biết và cảm thông từ các thành viên trong gia đình sẽ giúp duy trì hòa khí và tránh những tranh cãi không cần thiết. Sức khỏe là vấn đề cần được quan tâm đặc biệt đối với nam mạng tuổi Bính Thân trong năm 2025. Ở tuổi 69, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu suy yếu và dễ mắc phải các bệnh liên quan đến tuổi tác. Hạn tuổi trong năm nay có thể mang đến những thách thức về mặt sức khỏe, đặc biệt là các bệnh liên quan đến xương khớp, huyết áp, tim mạch hoặc các vấn đề về thị lực. Để giữ gìn sức khỏe trong năm 2025, nam mạng Bính Thân cần duy trì một lối sống lành mạnh, tập luyện thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống cân đối. Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ là rất cần thiết để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề sức khỏe. Ngoài ra, người tuổi này cũng nên duy trì tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng và lo âu không cần thiết. Sao chiếu mệnh và hạn tuổi năm 2025, nam mạng tuổi Bính Thân 1956 sẽ bước vào tuổi 69 theo dương lịch và 70 tuổi nếu tính theo lịch âm. Đây là một năm mà người tuổi Bính Thân sẽ phải đối mặt với nhiều biến đổi trong cuộc sống, đặc biệt là dưới tác động của sao chiếu mệnh và hạn tuổi. Theo tử vi năm 2025, nam mạng Bính Thân sẽ được sao kế đô chiếu mệnh và hạn tuổi trong năm là hạn địa võng. Sao kế đô chiếu mệnh, sao kế đô là một trong những sao xấu trong hệ thống sao chiếu mệnh, mang lại những ảnh hưởng không tích cực, đặc biệt là về mặt tâm lý, tài chính và sức khỏe. Sao này chủ yếu tác động mạnh đến nữ giới, nhưng nam giới cũng không tránh khỏi những khó khăn mà nó mang lại. Người bị sao kế đô chiếu mệnh thường phải đối mặt với nhiều chuyện buồn phiền, lo âu và dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Trong năm 2025, nam mạng tuổi Bính Thân cần đặc biệt chú ý đến lời nói và cách giao tiếp, tránh xung đột hoặc mâu thuẫn không đáng có. Ngoài ra, cần hạn chế việc đi xa, nhất là trong những tháng có sao kế đô tác động mạnh nhất là tháng 3 và tháng 9 âm lịch. Đây là khoảng thời gian mà vận hạn có thể diễn biến phức tạp. Nam mạng Bính Thân nên giữ bình tĩnh và thận trọng trong mọi quyết định để tránh gặp phải rủi ro không mong muốn. Bên cạnh đó, việc quản lý tài chính cũng cần được đặt lên hàng đầu. Sao kế đô thường mang lại những khó khăn liên quan đến tiền bạc, do đó cần chú ý cẩn thận trong việc chi tiêu, đầu tư hoặc giữ gìn tài sản để tránh mất mát hoặc bị lừa đảo. Hạn địa võng. Hạn địa võng là một hạn xấu, chủ yếu ảnh hưởng đến mặt tâm lý và tài chính. Người gặp phải hạn này thường cảm thấy lo lắng, bất an và dễ bị rơi vào trạng thái căng thẳng tinh thần. Năm 2025, nam mạng tuổi Bính Thân cần lưu ý không để những suy nghĩ tiêu cực chi phối. Hãy luôn giữ tinh thần lạc quan và tích cực để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Về tài chính, hạn địa võng thường khiến người ta tiêu tiền hoang phí hoặc không cần thiết. Do đó, nam mạng Bính Thân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tiền bạc, tránh để xảy ra tình trạng mất mát tài sản. Ngoài ra, trong năm hạn địa võng, cũng nên cẩn trọng trong việc tiếp nhận người lạ vào nhà hoặc đi ra ngoài vào buổi tối để tránh gặp phải những tình huống bất ngờ. Nhìn chung, năm 2025 sẽ là một năm không mấy thuận lợi đối với nam mạng tuổi Bính Thân 1956 do ảnh hưởng của sao kế đô và hạn địa võng. Tuy nhiên,
Bằng sự cẩn trọng và kiên nhẫn, họ hoàn toàn có thể vượt qua những thách thức và tìm được sự ổn định trong cuộc sống. Luận giải lá số tử vi Bính Thân 1956 năm mạng 12 tháng 5 năm 2025 Vận trình tuổi Bính Thân 1956 năm mạng có sự tác động mạnh mẽ của các yếu tố phong thủy, ảnh hưởng đến cả sức khỏe, tài lộc và công việc. Dưới đây là dự báo chi tiết cho từng tháng trong năm 2025. Tháng 1, tài lộc ở mức bình thường, tiền bạc chỉ đủ cho chi tiêu hàng ngày. Việc xuất hành có thể mở ra cơ hội mới, tình cảm gia đình ổn định, sức khỏe tốt. Bình thường, tháng 2, vận khí tài chính có chút khởi sắc, nhưng không đáng kể. Cần thận trọng trong các quyết định liên quan đến đầu tư. Gia đình hòa thuận, sức khỏe ổn định, tốt. Tháng 3, tài chính có dấu hiệu tiêu hao. Cần kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, mối quan hệ gia đình gặp chút trục trặc, sức khỏe có thể gặp một số vấn đề nhẹ, xấu. Tháng 4, tài lộc bình thường, có thể có những cơ hội nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Tình cảm gia đình êm ấm, sức khỏe ổn định, bình thường. Tháng 5, tài chính có phần ổn định, nhưng không có đột phá lớn. Công việc diễn ra thuận lợi, tình cảm gia đình tốt. Cần chú ý giữ gìn sức khỏe. Tốt. Tháng 6, vận tài chính gặp chút khó khăn, cần cẩn thận khi chi tiêu. Mối quan hệ gia đình ổn định, chú ý đến sức khỏe, tránh mệt mỏi quá mức. Xấu. Tháng 7, tài chính có dấu hiệu khởi sắc, có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ. Tình cảm gia đình ổn định, sức khỏe tốt, tinh thần vui vẻ. Tốt. Tháng 8, tài chính ổn định, nhưng không có dấu hiệu tăng trưởng mạnh. Công việc và gia đình ổn thỏa, sức khỏe duy trì ở mức ổn định, bình thường. Tháng 9, tài chính có chút thoải mái, tuy nhiên vẫn cần tiết kiệm. Mối quan hệ gia đình hòa thuận, sức khỏe tốt, cần lưu ý đến chế độ ăn uống. Tốt. Tháng 10, tài chính có sự ổn định, tuy nhiên cần tránh đầu tư lớn. Tình cảm gia đình hòa hợp, sức khỏe khá tốt, bình thường. Tháng 11, tài lộc tăng lên một chút, có cơ hội để tăng thu nhập, gia đình êm ấm, sức khỏe ổn định. Tốt. Tháng 12, tài chính ổn định, không có biến động lớn. Mối quan hệ gia đình tốt đẹp, cần chú ý đến sức khỏe và nghỉ ngơi hợp lý, bình thường.